thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc sử dụng hợp đồng điện tử hỗ trợ rất tốt cho doanh nghiệp trong đàm phán, giao kết các hợp đồng ở mọi lúc, mọi nơi mà không phụ thuộc vào thời gian hay khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, trên thực tế tại Thanh Hóa thì tỷ lệ doanh nghiệp ký hợp đồng điện tử vẫn đang rất ít. Theo sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2023 của Bộ Công Thương, đến hết năm 2023, cả nước đã có 41% doanh nghiệp có sử dụng hợp đồng điện tử trong giao dịch. Tuy nhiên, trên thực tế, số doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử để ký kết cho các giao dịch kinh doanh, thương mại vẫn đang còn hạn chế. Ước tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Thanh Hóa có 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu sẽ có trên 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi cần có sự chủ động từ phía doanh nghiệp cùng sự đồng hành của phía cơ quan nhà nước và các đơn vị cung cấp giải pháp hợp đồng điện tử. Với vai trò của mình thì Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành cùng với các sở ban ngành, đặc biệt là các cơ quan nhà nước như là sở thông tin truyền thông và các cái doanh nghiệp mà cung cấp các giải pháp phần mềm hỗ trợ chuyển đổi số để mà thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là với các cái nền tảng hợp đồng điện tử. Mặc dù sử dụng hợp đồng điện tử chỉ là một phần trong chiến lược chuyển đổi số đối với doanh nghiệp, song đây lại là phương thức để doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình làm việc, và thể hiện năng lực tiếp cận công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay việc doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử cũng sẽ góp phần phát triển kinh tế số được ổn định bền vững lâu dài trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia